sử dụng súng đạn trái phép đang là một vấn đề nhức nhối và nan giải hiện nay tại nước ta, đặc biệt là sau vụ nổ súng kinh hoàng để giải quyết tranh chấp đất đai ở Phú Quốc khiến cho 6 người thương vong. Mới đây, sau quá trình điều tra và truy bắt các đối tượng của hai nhóm đụng độ, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ thêm 7 người liên quan vụ nổ súng khiến cho 2 người tử vong ở Phú Quốc, trong đó có kẻ chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp nổ súng. Vào chiều ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ thêm 7 người liên quan vụ nổ súng khiến cho 6 người thương vong ở thành phố Phú Quốc. Trong 7 nghi phạm này, có đối tượng cầm đầu, chủ mưu, trực tiếp nổ súng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 36 nghi phạm có liên quan, thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng, đang được giám định. Các nghi phạm được cho là cầm đầu, chủ mưu, nổ súng trong vụ việc gồm Nguyễn Quốc Vinh, 40 tuổi, quê ở Cà Mau, Nguyễn Văn Thái, 34 tuổi, ngụ tại thành phố Phú Quốc, Bùi Đức Ngọc, 30 tuổi, ngụ tại Hải Phòng và Đoàn Thiên Long, 21 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nghi phạm Long là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối tượng. Công an bắt giữ Võ Văn Lượng, 35 tuổi, kẻ cầm đầu trong vụ hai băng nhóm đụng độ nổ súng. Nghi phạm Lượng có 2 tiền án, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Như đã đưa tin, nhóm của Võ Văn Lượng, tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê ở Cà Mau, trú tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, 46 tuổi, quê ở Cà Mau, cư trú ở xã Dương Tơ, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài, 39 tuổi, ngụ tại thành phố Phú Quốc, liên quan tới tranh chấp đất đai. Khoảng 11 giờ 20 phút trưa 27 tháng 10, nhóm của Lượng gồm 50 người đi trên xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi bắn vào nhóm của Đoài. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng 1 người đã không qua khỏi. Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy, 36 nghi phạm đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra liên quan tới vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc và có hình thức xử lý thích đáng với những kẻ máu lạnh, nổ súng không gây tay trong nhóm côn đồ hung hãn này. Yeah.